Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là những bé gái tại Afghanistan sau khi học hết lớp 6 thì coi như chấm dứt. Đây là cái luật lệ mới của Taliban và việc giáo dục của các em coi như là chấm dứt. Bản tin mới nhất cho biết thì một đứa bé có tên là Bahara Rustam, 13 tuổi, đã có một cái lớp học sau cùng ở tại Bibi Raja School ở tại Kabul vào ngày 11 tây tháng 12. Và được biết đây là cái chương trình cuối cùng của giáo dục của em, và dưới cái luật lệ mới của chế độ Taliban là em không được phép bước chân vào trường học thêm một lần nữa. Tháng 9 năm 2021, một tháng sau khi mà Hoa Kỳ và NATO rút ra khỏi Afghanistan, tiếp theo sau hai thập niên cuộc chiến tại đây, Taliban loan báo là các bé gái sẽ bị ngăn cấm tới trường học sau khi mà các em tốt nghiệp lớp 6. Và việc này đã dẫn tới sự chỉ trích khá mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, thì việc mà ban lệnh cấm các em không được tới trường học đại học từ năm 2022 vào tháng 12, chế độ Taliban gần như đã dẫn tới sự lên án của cộng đồng quốc tế khi mà ngăn cản các em đi học. Vào tuần trước thì một đặc sứ của Liên Hiệp Quốc ở tại khu vực này là Rosa Otubayeva đã lên tiếng lo ngại về tình trạng mà các bé gái vẫn tiếp tục không được phép tới trường học. Tuần trước thì các viên chức của Bộ Giáo dục ở Afghanistan cho biết là tất cả các cái tuổi tác đều được cho phép học ở trong các trường tôn giáo được biết với cái tên là Madrasat, và trong đó sẽ được giảng dạy theo cái lối của các bé trai. Tuy nhiên thì việc này gần như là đã bị kiểm soát chặt chẽ bởi chính quyền của Taliban, và đây được xem là một trong những cái dấu hiệu cho thấy sự thụt lùi trong cái vấn đề mà kiểm soát về xã hội của Taliban càng lúc càng gay gắt hơn và không để cho các bé gái quá lớp 6 được tiếp tục tới trường học. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, người lãnh đạo đối lập của Nga, ông Navalny, được phát hiện là ở trong một nhà tù ở tại Zaman, nằm ở khu vực ở phía tây của nước Nga. Người được xem là nhà lãnh đạo đối lập nổi tiếng của Nga là ông Alexei Navalny đã được chuyển tới một cái nhà tù ở khu vực thuộc địa nằm phía bắc gần ở Bắc Cực, theo một phát ngôn viên đưa ra vào ngày thứ hai sau khi mà những người ủng hộ cho ông ta đã mất liên lạc với ông ta trong trên hai tuần lễ qua. Ông Navalny đã được chuyển tới một cái nhà tù có tên gọi là IK3, nằm ở khu vực thuộc địa ở Kharkiv, thuộc cái khu vực gọi là Zamanetnek Region, cách 1.000 km về phía đông của thành phố Moscow, theo tường trình của phát ngôn viên của ông là Kira Jasmir đã đưa ra, và nói rằng ông đã được chuyển tới đây từ hôm thứ hai và họ đã liên lạc được với ông, và ông ta vẫn còn sống và vẫn được an toàn. Đó là lời phát biểu của các đồng minh của ông ta đưa ra. Rất cảm ơn những người đã ủng hộ cho chúng tôi, những nhà hoạt động và những nhà báo và giới truyền thông, những người đã lo ngại về cái định mệnh của Alexei, và chúng ta đã rất không ngừng mệt mỏi để viết về tình trạng này. Đó là luật sư của Navalny là Ivan Zadanov đã viết như trên. Và ông được phép là giam giữ một cái nhà tù có tên gọi là Polar Wolf, tức là trại của những con sói, một cái nhà tù được xem là kinh khủng nước Nga và được xem là khắc nghiệt nhất của nước Nga. Và những tù nhân ở đây hầu hết là những kẻ đều bị kết tội về hình sự sát nhân. Và giữa lúc mùa đông đang tới thì nhà tù này được xem là nhà tù ở dưới trừ 28 độ C trong tuần tới. Nó cách khu vực biển của Bắc Cực là khoảng chừng 60 km, tức là khoảng 40 dặm. Và được biết và được phát hiện từ năm 1960 là một phần trong cái hệ thống của cựu Liên bang Xô Viết sử dụng để làm các cái trại cưỡng bức lao động của họ. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất cho thấy là ông Navalny đang bị giam giữ tại nhà tù ở khu vực phía Bắc Cực, được xem là lạnh lẽo nhất của nước Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, biên giới của Hoa Kỳ, Canada lại bắt đầu có những lo ngại về tình trạng chất fentanyl được chuyển qua biên giới. Lại có thêm một vùng biên giới của Hoa Kỳ ở phía Bắc trở thành nơi đáng quan tâm của chính phủ Hoa Kỳ và Canada. Theo tường trình của tờ Washington Post cho biết thì chất fentanyl và các phòng mà chế tạo fentanyl tại Canada có thể sẽ tạo ra một cái cơn dịch mới về chất thuốc phiện gọi là opioid, tức là chất gọi là mà
thạch cao, tức là một cái loại chất gây nghiện ở tại Trung Quốc. Và các giới chức Hoa Kỳ cho biết rằng là những cái loại fentanyl do phía Canada chế tạo đã được buôn lậu qua khu vực biên giới. Và tuy nhiên thì các nhà điều tra cho biết là họ đang tìm kiếm tất cả những cái phòng chế tạo này, đang tìm cách gọi là xuất cảng ở nội địa và xuất cảng qua Hoa Kỳ cũng như một số những quốc gia khác. Và rất là khó để tin rằng việc này đang phát triển. Đó là lời phát biểu của Philip Hurt, được xem là chỉ huy trưởng của một tổ chức chống tội ác và cảnh sát ở Vancouver, cho biết gì trên. Và chất fentanyl đã xuất cảng qua Hoa Kỳ từ biên giới của Canada đã tăng lên. Hầu hết các lãnh đạo cảnh sát đều tin rằng là đang có tình trạng sản xuất chất fentanyl được chuyển từ Mexico tới Canada và đang chế tạo tại Canada. Đây là một thách thức mới nhất giữa Canada và Hoa Kỳ trong khu vực phía bắc biên giới của Hoa Kỳ, nơi mà có thể khoảng 800 triệu Mỹ kim cái những cái hệ thống gọi là chế tạo này đã được đưa qua biên giới từ ở biên giới Mexico, theo tường trình của tờ Washington Post cho biết. Và cơn khủng hoảng tại biên giới đã gây ảnh hưởng tới cái mức gọi là xuất cảng của các trùm ma túy ở tại Mexico vào Hoa Kỳ, và dường như họ đã bắt đầu chuyển tới Canada để mà chở là chế tạo tất cả những cái chất này ở tại Canada và xuất cảng ngược lại tại Hoa Kỳ. Đó là một trong những lo ngại mà chính phủ Hoa Kỳ và Canada đang quan tâm và tìm cách đối phó ở tại khu vực biên giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Bắc Mỹ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, những kẻ bài Do Thái đã phá hủy và nhắm mục tiêu vào bức tượng của cố tổng thống Abraham Lincoln. Những kẻ bài Do Thái đã sơn xịt cái chữ là Free Gaza, tức là giải phóng Gaza, Free Palestine, giải phóng Palestine, ngay trong cái bức tượng của cố tổng thống Abraham Lincoln tại Washington DC vào tuần trước. Bản tin mới nhất cho biết thì cơ quan quản trị về công viên quốc gia trong ngày thứ năm nói rằng họ đang tìm cách gọi là xóa đi những cái sơn xịt ở trên cái bức tượng này, khi mà những kẻ ủng hộ cho Palestine và Hamas đã tìm cách gọi là sơn xịt lên trên tất cả các cái biểu tượng của Hoa Kỳ. Những kẻ ác độc này không những là đi theo chủ nghĩa bài Do Thái mà còn chống lại Hoa Kỳ. Đó là lời phát biểu của Lauren Mushkan, được xem là phó giám đốc cao cấp của một tổ chức có tên gọi là Foundation for Defense of Democracy, tức là một cái tổ chức bảo vệ dân chủ. Và tuần trước thì một đoạn video cho thấy rằng là một số những kẻ biểu tình bài Do Thái đã viết chữ Free Gaza và gần như là viết một cái cây búa ở bên cạnh một cái lưỡi liềm, là một cái biểu tượng của Cộng sản, ngay trên cái bức tượng của cố tổng thống Abraham Lincoln ở tại New York. Và trong thời điểm đó thì các người người của cộng đồng Do Thái cho biết là gần như họ chiếm khoảng một rưỡi từ 1,5% cho tới 1% người dân tại Hoa Kỳ. Họ cảm thấy bất mãn khi mà biểu tượng của Cộng sản đã được sơn xịt lên trên hình trên cái bức tượng của nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ nổi tiếng là Abraham Lincoln, và dường như là những cái ngôn ngữ bài Do Thái vẫn tiếp tục lan tràn ở trong các cái biểu tượng mà được xem là những bức tượng mang tính chất là biểu tượng của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất cho thấy rằng cái chủ nghĩa bài Do Thái đã phát động rất nhiều ở trong cái giới trẻ của Hoa Kỳ. 62% những cử tri ghi danh theo tường trình của Harvard CBS và Harris cho biết là đã đất nước này đã đi sai lạc, và 10 tuổi từ 18 tới 24, 70% họ nghĩ rằng là họ ủng hộ cho Palestine, và gần như 51% những cử tri trẻ nói rằng Do Thái không có một cái lối thoát và phải giao quyền toàn bộ lãnh thổ Do Thái lại cho Palestine và Hamas. Đó là một trong những bản thăm dò mới nhất được Viện Nghiên cứu Harvard CAPS và Harris đã đưa ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cảnh sát tại California đang truy tìm một nghi can hit and run, tức là đụng rồi bỏ chạy, gây cái chết cho hai anh em trai. Bản tin từ Axios cho biết thì cảnh sát tại khu vực này đang tìm kiếm một nghi can đã gây ra tai nạn đụng xe rồi bỏ chạy khiến cho hai anh em trẻ đã bị thiệt mạng vào ngày thứ sáu. Cảnh sát nói rằng họ đã được báo cáo về một cái tai nạn xe cộ xảy ra ở cái khu vực gọi là Axios vào lúc 11 giờ 30 phút trưa, theo tường trình của sở cảnh sát cho biết. Và khi các cảnh sát tới hiện trường thì tai nạn này gồm có hai chiếc xe đụng vào nhau, và bao gồm luôn cả hai đứa trẻ 12 và 13 tuổi đã bị thiệt mạng. Và những bé trẻ đứa trẻ này đã được đưa lên trên xe ambulance, tức là xe cấp cứu, đưa tới bệnh viện gần đó, nhưng mà các em đã chết vì vết thương quá nặng, và tài xế của một trong hai chiếc xe này đã rời khỏi hiện trường. Hiện nay thì việc này đã dẫn đến cái tai nạn thảm khốc, và tôi nghĩ rằng đây là một cái cuộc chạy quá tốc độ. Theo tường trình của một nhân chứng cho biết thì một chiếc SUV màu đen
chạy với tốc độ rất nhanh đã đâm vào cái chiếc xe phía trước, và trong đó gần như là phía đài truyền hình địa phương nói rằng sau khi mà đụng xe xong thì tài xế đã lật đật bỏ chạy và khiến cho hiện trường trở nên phức tạp hơn khi hai đứa trẻ bị thương nặng nằm tại đó và không có ai cấp cứu. Cho tới khi mà các nhân viên cấp cứu tới nơi đưa các em tới bệnh viện thì các em đã qua đời tại bệnh viện. Và hiện nay thì nhà chức trách tại khu vực của Atios đã lên tiếng và kêu gọi cả sự hỗ trợ của cư dân để mà tìm kiếm viên tài xế vô trách nhiệm đụng xe rồi bỏ chạy. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, thượng nghị sĩ Ron Johnson trong cuộc phỏng vấn mới nhất nói rằng cái phán quyết của Colorado rõ ràng là đang thực hiện một cái chính sách rất cực tả. Bản tin mới nhất cho biết thì thượng nghị sĩ Ron Johnson đã chỉ trích cái phán quyết của tối cao pháp viện của Colorado khi mà loại trừ tên ông Trump ra khỏi lá phiếu bầu sơ bộ của tiểu bang. Ông đã lên tiếng trên đài truyền hình Fox News và nói rằng đây rõ ràng là cái hành động cực tả của những kẻ nằm trong đảng Dân Chủ. Thì vị thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Wisconsin nói rằng những kẻ cực tả đang dùng tất cả những biện pháp trên đất nước này, kể cả cái hệ thống tòa án, kể cả hệ thống giáo dục của chúng ta và kể cả các cơ quan chính quyền. Và đây thực sự là một vấn đề lớn. Và vị thượng nghị sĩ này đã gia tăng chung với lực lượng của tất cả các thành viên của đảng Cộng Hòa lên án gay gắt về cái phán quyết của tòa Colorado buộc ông Trump chịu trách nhiệm nổi loạn trong vai trò của ông ngày trong cái biến cố ngày 6 tây tháng 1 năm 2021 tại điện Capitol. Và tòa án này đã bỏ phiếu 4-3 để mà quyết định là loại trừ tên ông Trump ra khỏi lá phiếu bầu. Tất cả những quan tòa tại đây đều được bổ nhiệm bởi các thống đốc dân chủ của tiểu bang này. Và chiến dịch tranh cử của ông Trump tuần trước nói rằng họ đã nộp đơn kháng án lên tòa tối cao pháp viện. Và giờ đây đang chờ tối cao pháp viện để mà đưa ra cái phán quyết sau cùng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, trong lúc mà tòa Colorado vẫn đang dừng lại cái phán quyết của họ cho tới ngày 4 tây tháng 1 sắp tới đây, thì Chủ tịch Hạ viện của tiểu bang North Carolina nói rằng ông vẫn tiếp tục làm việc và ngăn chặn tình trạng mà nói là họ đang muốn loại tên ông Trump ra khỏi lá phiếu bầu. Các nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa tại North Carolina đang làm việc để chắc chắn rằng là cái hội đồng bầu cử của tiểu bang sẽ không lật đổ một cái phán quyết của tòa án, trong đó vẫn tiếp tục duy trì tên của cựu Tổng thống Trump trên lá phiếu bầu cử sơ bộ. Đó là lời phát biểu của Chủ tịch Hạ viện tiểu bang này là Tim Moore đã nói với lại đài truyền hình vào ngày Chủ nhật. Nếu quý vị nhìn vào phán quyết này, họ không hề đưa ra một cái tính chất gọi là bảo là bác bỏ cái đơn kia thỉnh nguyện trên, và chúng tôi đang tìm cách chắc chắn rằng cựu Tổng thống Trump sẽ có tên trên lá phiếu bầu của tiểu bang và chúng tôi sẽ làm việc để hỗ trợ cho luật lệ của tiểu bang. Nhưng mà quan trọng nhất là nỗ lực này cần phải chặn đứng tất cả những cái hành động loại trừ tên của ông ra khỏi lá phiếu bầu. Tiểu bang California, North Carolina, Ủy ban bầu cử vào tuần trước đã quyết định là chống lại một cái thách thức, trong đó yêu cầu xóa tên ông Trump ra khỏi lá phiếu bầu sơ bộ. Và những kẻ thách thức này là vốn là kẻ đã từng đưa ra cái đơn thách thức ở tại Colorado, cho rằng Tổng thống Trump bị cáo buộc trong cái vai trò ngày 6 tây tháng 1 là một cái hành động nổi loạn và vi phạm vào cái tu chính án số 14 chương 3. Tuy nhiên thì phía Colorado cho biết là họ, xin lỗi quý vị, phía của North Carolina cho biết là các cử tri cần phải có quyền chọn lựa của họ, bỏ phiếu cho ông Trump hay không là tùy thuộc theo họ. Chúng ta không thể để cho cái tiểu bang này có thể có cái hành động giống tương tự như là tiểu bang Colorado. Đây được xem là một trong những cái quyết định của Chủ tịch Hạ viện của tiểu bang North Carolina đang thúc đẩy các thành viên Đảng Cộng Hòa đưa ra những dự luật, trong đó ngăn chặn tất cả cái hành động được xem là xóa tên ông Trump trên lá phiếu bầu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ông Vivek Ramaswamy, một trong những ứng cử viên tổng thống của Đảng Hòa năm 2024, đã lên tiếng khẳng định not the plan B person, tức là ông sẽ không nằm trong cái ý tưởng mà nói rằng ông sẽ tham gia vào trong cái nội các của ông Trump. Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa là ông Vivek Ramaswamy lên tiếng nói rằng ông không có cái plan B, tức là một cái dự tính thứ hai. Là một người mà là gọi là ứng cử không được thì sẽ nằm trong một cái vị trí quan trọng trong cái vị nội các của ông Trump. Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Fox News thì ông Ramaswamy cho biết ông tập trung vào chiến dịch tranh cử của ông bất kể là cái mức điểm của ông còn quá thấp. Tôi nghĩ rằng tôi không phải là một người chọn cái
plan B và tôi cũng không có ý định đó. Tôi năm nay 38 tuổi, tôi có hàng triệu Mỹ Kim trong tay và tôi vẫn tiếp tục làm việc để thực hiện giấc mơ của Hoa Kỳ và sẽ tiếp tục trong những thời gian tới. Và tôi không nghĩ rằng tôi đứng ở chỗ nào và mức chấp thuận hay không, tôi không phải là người ra tranh cử để chiếm một cái vị trí nào đó trong nội các của ông Trump. Ông Ramaswamy vốn là một nhà tài phiệt về ngành kỹ thuật sinh học đã lên tiếng và phát biểu như trên. Tôi sẵn sàng sẽ tiếp tục tranh cử trong giai đoạn tới nếu cần thiết và không cần thiết là tôi phải nằm trong nội các của ông Trump hoặc là có ý định tranh cử để giành một vị trí trong nội các của ông Trump. Đây là lời khẳng định của ông Ramaswamy sau khi có nhiều lời đồn cho rằng là ông có thể nằm ở vị trí đứng chung liên danh với ông Trump hoặc ít nhất sẽ giữ một vị trí trong nội các của ông Trump nếu như mà ông Trump tái thắng cử năm 2024 và trở lại tòa Bạch Ốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các giới chức Hoa Kỳ đang lo ngại Trung Quốc đánh cắp những bí mật về trí tuệ nhân tạo và tiếp tục làm gián điệp. Bản tin mới nhất cho biết thì cơ quan điều tra liên bang FBI và các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ tin rằng các tay trộm của Trung Quốc nhắm vào các cái bí mật về trí tuệ nhân tạo, tức là AI, có thể sẽ cho phép Cộng sản Trung Quốc chứa những cái kho chứa về tất cả những cái dữ liệu của người dân Hoa Kỳ chưa từng có ở mức độ gọi là khủng khiếp, theo tường trình của tờ Wall Street Journal đưa ra. Giám đốc cơ quan FBI là Christopher Wray trong cuộc họp báo tại Silicon Valley vào đầu năm nay nói rằng AI có thể sẽ là một trong những cái ủng hộ mà một công cụ tốt để mà các hacker Trung Quốc tiếp tục thực hiện các cái chiến dịch của họ đánh cắp dữ liệu của người dân Hoa Kỳ. Và giờ đây họ sử dụng AI để tìm cách gọi là cải thiện cái chiến dịch tấn công của họ và nhắm vào chúng ta. Đó là lời phát biểu của ông. Trung Quốc trong khi đó cáo buộc Hoa Kỳ đang có những cái hành động gọi là đe dọa tới toàn cầu về vấn đề cyberwar và cáo buộc bởi Wang Wenbin, tức là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong mùa hè năm nay. Và theo tờ Wall Street Journal cho biết, trong ngày thứ hai thì ông Ray và một số những lãnh đạo của các giới tình báo Tây phương đã gặp gỡ vào tháng 10 để thảo luận về việc mà Trung Quốc có thể sử dụng AI trong lĩnh vực gián điệp và đánh cắp các cái bí mật quân sự cũng như là các cái bí mật về kỹ thuật. Trong đó thì giám đốc của các công ty phụ trách về vấn đề AI đang lo ngại là những bí mật của họ có thể sẽ bị nhìn thấy hoặc là bị đánh cắp bởi phía của Trung Quốc. Và một trong những cái biến cố gần đây là công ty OpenAI đã tiếp xúc với FBI về một cựu nhân viên của họ dường như đã bắt đầu lấy một số những bí mật của công ty của họ đưa qua bên Trung Quốc. Mặc dù rằng cuộc điều tra này vẫn còn đang diễn ra, tuy nhiên thì nó đã là một lời báo động cho thấy là Bắc Kinh đang nỗ lực đánh cắp các kỹ thuật về AI của Hoa Kỳ để mà cung cấp cho cái việc phản độ và hoạt động về phản gián của họ cũng như là tìm cách xâm nhập và tiếp tục đánh cắp tất cả những trí tuệ nhân tạo và các dữ liệu của người dân Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất từ cơ quan FBI và cộng đồng tình báo đưa ra nhằm có thể báo động cho tất cả các công ty về kỹ thuật trước tình hình mà Bắc Kinh đang nỗ lực rất nhiều đánh cắp tất cả những kỹ thuật của Hoa Kỳ, trong đó bao gồm luôn cả kỹ thuật về trí tuệ nhân tạo. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Giữa lúc đang có những cáo buộc của Hoa Kỳ về việc Bắc Kinh đang tìm cách đánh cắp tất cả những tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ, thì Bắc Kinh đang dự tính là sẽ sản xuất hàng loạt các loại robot theo hình dáng con người trong vòng 2 năm tới để mà có thể gọi là giúp cho họ có thể cải thiện cái tuổi thọ dài hơn. Theo tường trình của Bộ Kỹ thuật và Thông tin của Cộng sản Trung Quốc, gọi tắt là MIIT, trong đầu tháng này, họ đang thảo luận với một cái dự tính tham vọng là sẽ sản xuất hàng loạt các cái gọi là humanoid, tức là những cái người phụ việc bằng robot, trong đó bao gồm luôn việc sử dụng và điều khiển bằng các cái smartphone cũng như là một số những cái thiết bị điện tử. Đây được xem là tham vọng của Trung Quốc có thể sản xuất cái lượng robot tràn ngập trên toàn cầu với giá rẻ và được điều khiển bằng các cái app ở trên các cái phone. Đây là một cái nỗ lực mà Trung Quốc cho rằng là họ có thể chiếm lĩnh được thị trường này so với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Trong khi đó, quốc gia được xem là có cái cuộc nghiên cứu về robot nhiều nhất là Nhật Bản cho biết rằng là có một số những cái kỹ thuật về robot của họ đã bị đánh cắp bởi Cộng sản Trung Quốc và hiện nay họ đang rà soát và ngăn chặn tất cả những cái kỹ thuật này lọt qua tay của Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái bản báo cáo mới nhất giữa lúc mà Hoa Kỳ đang cáo buộc Bắc Kinh đang sử dụng tất cả mạng lưới gián điệp của họ để đánh cắp tất cả những kỹ thuật và tất cả những cái thiết bị về AI, tức là về trí tuệ nhân tạo của Hoa Kỳ, để vun đắp cho cái sức mạnh quân sự của họ và sử dụng robot ở trong lĩnh vực quân sự và có thể xảy ra. Nay thì Trung Quốc chỉ cho biết là sẽ phát triển robot trong lĩnh vực dân sự và tạo ra những ô sin bằng người máy
để mà hỗ trợ cho người dân. Tuy nhiên thì những kỹ thuật này dường như là họ đánh cắp từ phía của Nhật Bản. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, một vụ nổ một cái lò nung kim loại do một công ty Trung Quốc làm chủ ở tại Indonesia đã khiến cho ít nhất 13 người bị thiệt mạng và 46 người khác bị thương. Bản tin từ Palu, Indonesia cho biết thì một cái lò nung kim loại đã bất ngờ nổ vào hôm Chủ nhật vừa qua, và lò nung này là lò nung kim loại do công dân Trung Quốc làm chủ ở tại cái quần đảo gọi là Sulawesi, và khiến cho 13 người đã bị thiệt mạng, trong đó hàng chục người khác đã bị thương. Các viên chức của công ty cũng như giới cảnh sát cho biết như trên. Và đây là một loạt trong những cái biến cố mới nhất diễn ra ở những cái nhà máy sản xuất kim loại tại Indonesia, là một phần trong tham vọng của Trung Quốc là sử dụng các cái nguồn nguyên liệu và các cái khoáng mỏ tại đây để chế tạo kim loại và xuất cảng ra thị trường thế giới, cũng như là một trong những cái loại kim loại quan trọng để sản xuất các cái bình điện cho xe điện. Nickel, đây là một tên của một trong những cái loại kim loại, và nó là một trong những cái loại quan trọng để sản xuất các loại xe điện. Và theo tường trình cho biết thì có ít nhất là 4 công nhân của Trung Quốc và 9 công nhân của Indonesia đã bị thiệt mạng trong việc nổ cái lò nung này khi mà họ đang sửa chữa lò nung, theo tường trình của cảnh sát trưởng tại Sulawesi cho biết như trên. Và vụ nổ này được xem là cực mạnh, và nó đã khiến cho các cái mảnh và văng làm hư hại một số bức tường của các tòa building, và trong đó 46 công nhân cũng đã bị thiệt mạng, đã bị thương, gồm có 14 công nhân Trung Quốc và một số những người nằm trong tình trạng trầm trọng. Đây được xem là một trong những tai nạn mới nhất liên quan tới việc khai thác khoáng mỏ, và từ khoáng mỏ họ chế tạo thành kim loại để mà xuất cảng vào thị trường thế giới, cũng như là đưa về ngược lại phía Trung Quốc. Và hiện nay thì cảnh sát của Indonesia đang mở cuộc điều tra toàn diện cho việc nổ cái lò nung kim loại này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, ngay trong cái ngày Christmas Eve, tức là ngày 24 tây tháng 12 năm 2023, thì đã có cuộc đối đầu giữa lực lượng băng đảng của Đài Loan và cảnh sát ở tại thành phố Tân Đài Bắc. Cảnh sát đã dàn trận trên 100 người với lại hàng chục người khác để mà giám sát việc mà có một cái tang lễ diễn ra của một người đàn ông thuộc cái nhóm băng đảng có tên là Thanh Diêu Nhìn ở tại thủ đô Tân Đài Bắc vào ngày Chủ nhật vừa qua. Và Thanh Diêu Nhìn được biết là một trong những băng đảng tội ác lớn nhất của Đài Loan, nằm trong 3 tổ chức tội ác, trong đó gồm có cả Tam Liên Bang. Và cảnh sát cho biết là tang lễ này là đối với lại một người cha vợ của một thành viên trong băng đảng trên đã xuất hiện, và có khoảng 1.000 người đã tham gia vào tang lễ này. Đây được tang lễ rất lớn, và hầu hết các người tham dự cái tang lễ này đều là thành viên của băng đảng, và đã khiến cho cảnh sát tại thành phố Tân Đài Bắc đã huy động rất nhiều những binh sĩ cảnh sát để giám sát và quan sát sự đối đầu giữa các băng đảng trong tang lễ này. Đây được xem là một trong những cái biến cố mới nhất diễn ra tại đảo quốc Đài Loan. Và cùng một lượt thì một gia đình của Đài Loan, một số gia đình của Đài Loan đã bị từ chối không được nhập cảnh vào Cuba sau khi mà họ khẳng định cái chính sách One China Policy. Một nhóm những người Đài Loan ở hải ngoại đã bị ngăn cấm bước chân vào Cuba khi mà quốc gia này tuyên bố là sẽ thực hiện cái chính sách One China Policy. Gia đình này có tên là Yen, còn gọi là tiếng Việt gọi là Yến. Thì những người này là những công dân Đài Loan và công dân của Canada hoặc là thường trú nhân của Canada. Họ đã bất ngờ bị ngăn chặn không được phép nhập cảnh vào Canada trong một chuyến du lịch, bất kể là họ đã có cái passport của Đài Loan hoặc là có một cái permit re-enter của Canada. Họ bị từ chối không được nhập cảnh vào Cuba trong cái hôm Chủ nhật vừa qua. Và Danny Yen đã nói với lại một số cơ quan truyền thông là sĩ quan hải quan của Canada đã ngăn chặn và nói rằng họ phải tuân thủ cái chính sách One China Policy và không cho phép những người này được phép bước chân vào lãnh thổ của Cuba. Đây được xem là một trong những cái quốc gia ủng hộ mạnh mẽ cho cái chính sách One China Policy của Cộng sản Trung Quốc, và Cuba được xem là nơi mà Trung Quốc có thể đang đặt những cái trạm phản gián và hoạt động gián điệp của họ ở Trung Mỹ và Nam Mỹ, nhắm thẳng vào lãnh thổ của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, lần đầu tiên đã có một chủ tịch tỉnh bị bắt giữ trong vụ khai thác cát lậu.
Bản tin mới nhất từ phía ở báo chí Cộng sản Việt Nam cho biết kẻ bị bắt tên là Nguyễn Thanh Bình, vốn là chủ tịch của cái gọi là Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, đã bị bắt giữ với cái cáo buộc của công an là lợi dụng chức vụ trong các cái vụ gọi là khai thác lậu về cát lớn nhất nước. Ông này đã bị bắt giữ và bị khởi tố về cái tội gọi là lợi dụng chức vụ để mà trong lúc mà khi hành công vụ, và ông ta bị cáo buộc là can thiệp giúp cho một công ty có tên là Trung Hậu tổng cộng là có được 68 cái giấy phép thăm dò và khai thác hút cát một cách bất hợp pháp ở nhiều khu vực ở tỉnh An Giang. Đây được xem là một trong những nhân vật mới nhất nằm trong cái lò đốt củi của ông Nguyễn Phú Trọng sau khi mà phanh phui ra những cái trò gọi là hút cát lậu và khiến cho tình hình của khu vực ở phía Tây Nam Bộ của Hoa Kỳ, của Việt Nam đã rơi vào tình trạng mất dần phù sa do tình trạng hút cát lậu bán và khiến cho khu vực này thấp hơn dưới mặt biển. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, báo chí Việt Nam đã đặt câu hỏi với những nhân vật trong Bộ Ngoại giao can tội tham nhũng là nhận hối lộ lên tới 25 tỷ đồng, tức là hơn 1 triệu Mỹ Kim, nhưng mà chỉ mới nộp có 1 tỷ khắc phục, vậy thì tiền còn lại đi đâu? Dường như câu hỏi này không phải đến từ báo chí Cộng sản Việt Nam, mà đến từ ngành công an thì đúng hơn, bởi vì trong cái việc xét xử, trong cái vụ gọi là giải cứu thì một trong những nhân vật được xem là cục trưởng trong cái chuyến bay giải cứu thì đã không khai cho biết là bà ta nhận 25 tỷ đồng. Nhưng số tiền này đã đi đâu trong lúc Cộng sản Việt Nam đang nỗ lực thu hồi tất cả những tiền bạc bị thất thoát trong cái vụ đại án chuyến bay giải cứu? Đây được xem là một trong những câu hỏi mà công an đã nhờ báo chí Cộng sản Việt Nam đặt câu hỏi, dường như mục đích là ép bà này phải ói ra hết tài sản của bà ta trước khi mà đưa tới cái tình trạng giảm tội cho bà ta. Trong khi bà này có vẻ như là cứng rắn, bà ta chỉ nộp lại 1 tỷ đồng trong cái tiền hối lộ mà bà ta nhận lên tới 25 tỷ đồng và cũng không cho biết số tiền còn lại đi đâu, bà ta giữ hay bà ta lại hối lộ cho những cán bộ cao cấp đảng viên cao hơn bà ta. Đây được xem là một trong những cái vụ án mà công an đang tìm cách buộc bà ta khai ra số tiền đó bà ta đưa cho cán bộ nào hay là để ở chỗ nào để họ có thể lấy lại. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, càng lúc người dân càng mất tin tưởng vào giá trị của đồng tiền do Cộng sản ấn hành. Và giờ đây gần như người dân đổ xô đi mua vàng và khiến cho giá vàng lên cao nhất tại Việt Nam và cao nhất ở khu vực. Giá vàng hiện nay là tới 78 triệu đồng cho một lượng vàng, và đây là con số cao nhất từ trước tới nay sau khi mà người dân đã bắt đầu mất dần tin tưởng vào cái giá trị của đồng tiền và e ngại lạm phát sẽ khiến cho tiền của Cộng sản lại tiếp tục mất giá. Và giữa lúc tình hình kinh tế đang rơi vào cơn khủng hoảng, điều này đã khiến cho rất nhiều những người dân tại Việt Nam mà còn dư được tiền bạc, họ dồn tiền đi mua vàng và khiến cho giá vàng đã lên tới 78 triệu đồng. Con số được xem là cao nhất từ trước tới nay, và giá vàng miếng đã lập mức kỷ lục trở lại. Ước tính là mỗi một miếng vàng trị giá đã tăng lên khoảng 3.5 triệu đồng trong mười mấy ngày qua. Và đây được xem là con số tăng cao nhất. Có vẻ như là người dân Việt Nam dần dần mất tin tưởng vào trong cái hệ thống tiền tệ của Cộng sản Việt Nam. Và điều duy nhất mà họ có thể giữ mà không bị vi phạm luật pháp là vàng, thay vì họ mua đô la, tức là đô la Mỹ. Tại vì ở Việt Nam gần như là có một số nơi lưu trữ đô la Mỹ là bị xem phạm pháp, do đó đa số người dân dồn đi mua vàng và khiến cho giá vàng tăng cao nhất ở tại khu vực, tức là cao hơn cả những quốc gia lân bang. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, công an Cộng sản khoe là đã có hơn 30.000 cái camera lắp đặt ở trên các đường phố ở Sài Gòn để mà giám sát hoạt động của người dân. Bản tin mới nhất cho biết thì Công an Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng và khoe rằng họ đã lắp đặt được khoảng 30.000 cái máy camera giám sát đường phố và giám sát sinh hoạt của người dân. Thậm chí có một số camera còn quay luôn cả sân sau trong nhà của người dân để giám sát người dân. Đây được xem là một trong những cái hoạt động mới nhất để củng cố quyền lực cai trị của cái đảng cầm quyền hiện nay, giữa lúc mà tình hình khủng hoảng kinh tế có thể dẫn tới một cuộc bất ổn xã hội. Và phía chính quyền cai trị đã bắt đầu tăng cường quyền lực và ngân sách cho công an để lắp đặt tất cả cái hệ thống giám sát chặt chẽ hơn. Và hiện nay thì riêng tại Sài Gòn không, thì công an khoe rằng đã lắp đặt được ít nhất là 30.000 cái camera
để giám sát tất cả các hoạt động của người dân, không những là ở trên các cái đường phố mà thậm chí là ở phía sau nhà của người dân cũng có những camera giám sát chặt chẽ. Đây được xem là một trong những cái hành động mới nhất để củng cố quyền lực của đảng cai trị giữa lúc mà Việt Nam đang đối diện với cơn khủng hoảng kinh tế có thể sẽ dẫn tới một cuộc bất ổn xã hội. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay và cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!